Minh Huấn xin chào quý vị các bạn đang có mặt trong kênh YouTube HBK. Và Huấn đang đứng ở dưới gốc cây. Huấn đang đứng tại cục đăng kiểm Cầu Giấy. Và bên cạnh Huấn đây là hai chiếc xe Toyota Camry mà Huấn đang bán cho khách hàng. Và bây giờ thì Huấn sẽ đi đăng kiểm xong và giao cho khách hàng thôi. Hai chiếc xe được bấm biển rồi. Chiếc xe này đang có biển số là 29LD07366 và chiếc xe này có biển là 29LD07485, hay còn gọi là 29 Lậu Dê. Đó, biển Lậu Dê là biển công ty kinh doanh, anh chị nhé, liên doanh với nước ngoài. Và đây là hai chiếc xe phiên bản 2.5Q. Đó, 2.5Q, đây là màu đen và đây là màu trắng ngọc trai. Thì bên cạnh phiên bản 2.5Q thì Huấn cũng đang có phiên bản 2.0G đang được giảm giá lên tới là 70 triệu đồng với giá niêm yết là 1 tỷ 050 triệu, giảm lên tới 70 triệu đồng. Và với cái phiên bản mới của năm 2022 thì giá niêm yết là 1 tỷ 070 triệu, trừ đi 70 triệu là còn 1 tỷ đồng nữa thôi. Và với phiên bản 2.0Q cũng đang có xe với mức giá là 1 tỷ 185 triệu và hiện tại Huấn cũng đang có đủ màu giao ngay. Và đối với phiên bản 2.5Q này là phiên bản cao cấp nhất thì Huấn cũng đang có rất là nhiều xe có thể giao cho anh chị trong tháng 7, tháng 6 năm 2022 này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem là với phiên bản Camry cao cấp nhất này sẽ có được những cái tính năng gì. Đầu tiên là với phiên bản 2.5Q chúng ta sẽ có được trang bị thêm, đó chính là hệ thống an toàn safety sense bao gồm cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm và adaptive cruise control. Chưa hết, được trang bị thêm camera 360 xung quanh xe, nhìn rất là sắc nét. Cụm đèn phía trước của chúng ta vẫn là cụm đèn full LED và có thêm tính năng là bật tắt tự động và điều chỉnh góc chiếu pha cốp hoàn toàn tự động khi đi trong đêm, cho nên cực kỳ là an toàn. Với phiên bản 2.5Q này sẽ có 8 cảm biến xung quanh xe, cực kỳ là an toàn luôn ạ. Và các phiên bản khác thì sẽ có 6 cảm biến anh chị nhé. Và đây, trên gương sẽ có camera 360 tích hợp luôn cả cảnh báo vượt trên gương này. Nói chung chiếc xe này thì rất là đầy đủ rồi và rất là an toàn rồi. Phía trên cũng có cửa sổ trời. Và đây là phía bên trong xe, Huấn muốn mời anh chị xem một vòng. Đây là phía trong xe này, chúng ta sẽ có ghế điện đó cả hai bên. Và phần người lái sẽ có là hai vị trí nhớ ghế và cũng chỉnh điện luôn anh chị nhé. Đó, màn hình dựng đứng to bạn, rất đẹp. Điều hòa 3 vùng độc lập, hộp số vô cấp, hộp số này là hộp số 8 cấp anh chị nhé, hộp số 8 cấp. Còn trên phiên bản 2.0Q đổ về thì sẽ là vô cấp CVT. Đó, ra rất là nhiều đến chiếc xe này. Có đèn ambient light, đèn độ sát top, lấy chỉ số lên vô lăng và muôn vàn những cái tính năng khác. Ngồi Camry thì rất là sang trọng, có cả phanh điện tử này, auto hold này, 3 chế độ lái eco, normal và sport, có sạc không dây và rất nhiều chỗ để chúng ta để chứa đồ, loa nghe rất là hay, loa JBL đấy. Và đi ra phía sau một chút, đây nói về la đăng đi, đây là chiếc la đăng 18 inch phay xước rất đẹp đa chấu. Và phía sau thì chúng ta sẽ có là logo 2.5Q cũng như là 4 cảm biến phía sau, có camera lùi ở đây, cụm đèn full LED đó, nó đi rất là đẹp đó. Và vừa rồi thì Huấn đã chia sẻ với anh chị về chiếc xe Camry phiên bản 2.5Q mà hiện tại Huấn đang có hàng. Anh chị quan tâm tới phiên bản 2.5Q, 2.0Q, 2.0G hoặc là phiên bản Hybrid thì gọi điện cho Minh Huấn hotline 0394046064 để đặt hàng anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã luôn luôn theo dõi kênh của HBK. Hãy đăng ký kênh, like để ủng hộ đội ngũ nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.